Một giải pháp diệt sạch tổ gián chỉ sau một đêm đã được nghiên cứu thành công ở Nhật Bản đang là vấn đề rất được quan tâm trong thời gian gần đây. Hiện nay gián có khắp mọi nơi trong nhà chúng ta. Các bạn có biết chúng chính là vật trung gian gây ra các bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, đặc biệt là gián mang các loại chứng rung đường ruột, ký sinh trùng gây ngứa, viêm da cơ địa và các bệnh về rối loạn đường hô hấp. Mới đây các chuyên gia nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Nhật Bản đã công bố sản phẩm viên diệt gián sinh học Black Cup, một viên diệt sạch tổ gián, thành phần hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên rất an toàn với con người. Đặc điểm vượt trội của viên diệt gián sinh học Black Cup là sử dụng cơ chế lây lan, một con ăn phải sẽ đi về tổ, rồi lây cho cả đàn chết theo ngay cả khi chưa tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Đặc biệt là tiêu diệt gián kể cả khi còn là ấu trùng con, nên sẽ tiêu diệt tận gốc gián trong ngôi nhà của bạn. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần để những nơi mà gián hay lui tới, nhà bếp, phòng ngủ, phòng ăn, ngăn kéo tủ quần áo, gầm giường, một hộp có 12 viên, được thiết kế thông minh nhỏ gọn, chỉ chừa lỗ cho gián vào ăn, nên hoàn toàn không gây hại cho trẻ em và vật nuôi trong nhà. Viên diệt gián Black Cup nội địa Nhật Bản chính là kẻ thù của loài gián. Công dụng lên đến 6 tháng, hiệu quả ngay sau một đêm sử dụng. Viên diệt gián sinh học Black Cup đang rất được ưa chuộng tại Nhật Bản ngay sau khi nhóm nghiên cứu này công bố và đang dần phổ biến rộng rãi ở nước ta. Hãy tạm biệt loài gián gây hại, đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm giá lên đến 40%. Bấm vào mua ngay.